giới tư vấn bán hàng cho biết, lô xe Beijing X7 về Việt Nam từ tháng 4 sẽ có một số nâng cấp nhỏ. Cụ thể, xe được bổ sung trần xe sơn đen, mặt ca lăng phong cách xe điện, mâm hiệu ứng titanium đa chấu thể thao và màn hình trung tâm chuyển sang sử dụng hệ điều hành Harman Jose của Huawei. Thêm trang bị, giá bán xe tăng 10 triệu đồng, từ mức 698 triệu đồng lên 708 triệu đồng. Beijing X7 được bán tại Việt Nam từ khoảng tháng 10 năm 2020. Khi đó, phiên bản cao cấp nhất có giá 688 triệu đồng. Sau một thời gian, xe tăng giá lên 698 triệu đồng và nay đã là 708 triệu đồng. Mẫu SUV này có thế mạnh là thiết kế bắt mắt và nhiều công nghệ hiện đại trong tầm giá 700 triệu đồng. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ C5 chỗ tương tự Mazda CX-5 Hyundai Tucson, nhưng giá thấp hơn khoảng 200-300 triệu đồng nếu so sánh về trang bị các phiên bản. Một số trang bị cao cấp đáng chú ý trên X7 có ghế bọc da, hàng ghế đầu chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái tự động lùi khi tắt động cơ, sưởi thông gió cả hai hàng ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình kép có độ phân giải cao, trợ lý ảo. Về công nghệ, mẫu xe này nổi bật với các tính năng an toàn như cảnh báo quá tốc độ, camera 360 độ hiển thị 3D, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, cảnh báo trạch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thông minh, cảnh báo điểm mù, ga tự động thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường và giảm thiểu va chạm. Dưới nắp capo là khối động cơ 1.5 lít tăng áp, cho công suất 185 mã lực và mô men xoắn 275 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. Trong nhóm xe Trung Quốc đang bán tại Việt Nam, Beijing X7 bán chạy nhất, duy trì được sức hút từ cuối 2020 đến nay.